Mọi người ơi, nếu mà các bạn có nhu cầu mặc refine nè, thử phần mai, chất lượng, uy tín và giá rẻ đó, hãy đến với shopbookit.vn nha. Đường link thì cứ để dưới phần mô tả cho tất cả mọi người tham khảo nè. Còn bây giờ thì cảm ơn mọi người đã ghé shopbookit nha. Hello hello, xin chào mọi người nha. Thì các bạn ơi, tháng này đó kênh của Kit đang bị giảm đi 50% đề xuất của YouTube á. Nên là khi mà các bạn xem video của Kit, các bạn giúp đỡ cho Kit bằng cách là like video nha. Và kiểm tra xem là cái chuông thông báo mình bật lên chưa nè. Nếu mà chưa bật á thì bật giùm Kit nha mọi người. Và comment bên dưới vài cái nữa để ủng hộ cho Kit nha. Like, bật chuông thông báo lên nè và comment vài cái nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người nha. Hello, xin chào mọi người nha, mình là Kit đây và Kit chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Kit nha. Trong video ngày hôm nay đó, chúng ta cùng nhau theo dõi một kỷ lục mới của Refine nha mọi người. Đó chính là đi solo squad rank mà lên top 1 thách đấu nha. Một cái chuyện mà mình thấy rất là bất khả thi luôn, cực kỳ là khó làm mọi người. Vậy mà cái ông trong video ngày hôm nay đó, ông này ông leo được 2 mùa liên tiếp rồi. 2 mùa top 1 thách đấu liên tiếp rồi mọi người, 2 mùa trước á. Còn cái mùa này chắc chắn là cái mùa thứ 3 của ông này. Rất là ghê nha mọi người, cực kỳ là khó luôn. Và chắc chắn một điều rồi, cái ông này đó không phải là Kit nha. Kit là Kit làm ghê hơn nhiều mọi người. Mình á, là chỉ có đi solo squad rank mà từ top 1 thách đấu mà xuống vàng 1 thôi. Chứ mình không leo lên top 1 thách đấu đâu. Top 1 thách đấu dễ quá mọi người. Đấy. Ok, nó đùa thôi nha. Rồi thì cái ông này. Ô oh, what? Cái gì mới vô mà đi gì team up rồi cha nội. Hứa dân vậy trời. Rồi thì cái ông này chính là cái ông đã từng đạt được 32 kill trong một trận đấu này mọi người. Cũng là cái người mà từng có được, hay quá, một kill này từng có được 52 mắt xem nha mọi người. 52 mắt xem đó chính là Ancus Refine, cái người mà Kit hay gọi là ăn cúc đó mọi người. Ancus đó, Ancus. Bây giờ thì mình xem Ancus coi đi solo squad rank mà ông lên top 1 thách đấu sao nha. Rất là nhanh nha mọi người, cực kỳ nhanh luôn. Hay quá, gục 2 rồi, gạt luôn 2 kill rồi, bị KS rồi. Ủa cái ông áo cam này sao ông đi team up này. Lạ đời gì. Rồi xong luôn, cái ông áo nâu nâu kia là chung team với ông áo cam cam rồi mọi người. Vậy là cam cam với áo nâu nâu là chung team rồi này. Chưa gì hết mà cái thấy làm phiển cảnh là một hồi, một nùi team up nè mọi người. Hay quá, gạt luôn 3 kill, hay quá. Cái này đi solo squad rank nha mọi người, không phải là đi solo ha duo đâu. Ui, bị bắn rồi kìa. À cái ông này, ông này chưa biết team up này, gạt luôn đúng rồi. Mày hả bưởi. Vậy là ông áo cam này là chung số phận rồi này. Trời ơi, đầu trận mà đi solo squad mà gặp team up là thấy khổ rồi mọi người. Ông này ông nổi tiếng lắm mọi người, ăn cất nổi tiếng lắm nên là thành ra là trong trận nhiều người biết ông lắm. Hay quá, đánh luôn, gạt luôn. Bên phải. Ủa, chạy ra. Nhanh vậy. Cái ông kia chắc ông hết máu mọi người. Hết máu cái ông chạy rồi, phi nước đại rồi. Cũng hơi chán nha, tự ông này ông team up này. Mình nghĩ chắc ông rồi. Không biết là có gì theo ông đây. 4 kill rồi mọi người, 4 kill rồi nha. Để xem là trận này. Ô, vẫn chạy theo nè mọi người. Hay quá. Mình nghĩ chắc ông áo cam đó là fan của ông Ancus này rồi. Tại vì ông này rất là nổi tiếng nha mọi người. Nguyên một team luôn này. Gạt luôn, 5 kill rồi. Bên phải 1, trong nhà 1 là 2 người. Bơm keo 2 quả này. Nếu mà mình thì mình sẽ đẩy qua bên trái trước mọi người. Hay quá, đúng rồi, đúng bài rồi. Hợp lý luôn. Giết người trong nhà trước. Đâu rồi? Chạy ra. Nhanh vậy, chắc lên tròi mọi người, lên tròi hay sao rồi. Hình như đặt bơm. Có bơm. Này. Trời ơi. Chết này. Hay quá. Xuống một người rồi. Ôi chạy nhanh ghê không. Hình như là trên tròi còn 2 người. À đúng rồi này. Gục 1 này. Clear. Hay quá. Quá dữ luôn. 8 kill rồi mọi người. Bây giờ là còn 16 người sống này. Một cái ông team up này nữa là cái gì còn 14 người. Mình thấy cái ông team up này phải chữ này chứ. Do ông ăn kết này nổi tiếng quá mọi người.
cái tài khoản của ổng á, hồi sáng mình xem á, là cấp 80 được. Cấp 80 mà ổng được 30 mấy ngàn like rồi mọi người. Cực kỳ khủng luôn. Điểm rank thách đấu thì hồi sáng này mình xem là ổng được 6.400. Trận này thì mình chưa xem nữa nên là mình cũng không biết là ông này được bao nhiêu điểm rank mọi người. Không biết là lúc mà ông này ông bắn trận này á là được bao nhiêu điểm rank này. Hay quá. Mà sao nãy giờ Kip thấy là mấy tình huống mà có ăn cớt này mọi người, thấy hơi dễ đúng không? Địch hơi hiền. Đứng ngắm cảnh không kìa, trời ơi. Đứng làm cảnh không à. Quá hiền luôn mọi người. Mình thấy nha, theo mình thấy, mình biết, mình nghe ta nói nữa, là cây răng kim cương mọi người, là cái răng đó là ghép trận ghép nhất mọi người. Còn lên huyền thoại rồi đó thì mình thấy nó dễ hơn. Bắt đầu nó dễ lại. Với lại mình nghe một số bạn nói, mình có một số bạn lên thách đấu mọi người, cũng có nói là bắn thách đấu thì nó cũng dễ dễ giống như là răng bạch kim vậy đó. Hay quá. Cực kỳ chính xác luôn. Cái M82B được cái là nó bắn siêu bom keo mọi người. Nên là khi mà trong trận đấu mình bị súng tỉa bắn đó nha, là mình cứ chặn hai quả bom keo đi cho chắc ăn mọi người. Mình cũng chưa phân biệt được cái tiếng súng của M82B này với lại hai khẩu súng kia. Nên là thôi cứ chặn hai quả bom keo đi mọi người. Biết đâu ra cái khẩu M82B này thì chết luôn ấy, một quả là chết luôn ấy. 18 kill. Ủa? 11 kill cho ăn cất rồi nè. Trận đấu còn lại 9 người. Trong nhà thì bắn nhau giòn giả luôn đây. Và đây là một pha công nhà của ăn cất. Cộng cái nào đây? Ném bơm lên. À, dùng súng dây. Lên ốc. Cái map này được cái là có súng dây mọi người. Súng dây hình ra là leo trèo như khỉ luôn á. Cặp địa hình của cái map này rất là khó chơi nha mọi người. Kiểu như pha chơi nhiều á, map nó còn mới quá. Địa hình nó thì cái màu nó dễ bị chìm mọi người. Màu đất nó dễ bị chìm thành ra là quan sát rất là khó luôn. Thêm nữa là có mấy cái nhà cao cao á, nên nóc nhà thủ nó hết lằn mọi người. Ném bơm xuống này. Hai quả. Làm gì đây? Nhảy xuống. À, thấy rồi này. Quất. Hay quá. Rất là nhanh nha mọi người. Ăn cơ xử lý rất là nhanh nha. Thao tác rất là nhanh luôn. Cái này lợi thế của chơi PC mọi người. Hay quá. Bắt đầu gắt rồi này. Bắn map này là thủ nhà thôi là trùm mọi người. Map này là dễ thủ này, khó công này. Ủa, y như là cái ông áo cam ổng quéo rồi mọi người. Ổng chết ngắt rồi hay sao rồi? Mất tiêu rồi này. Chắc là gắt quá rồi ổng chết rồi. Hay quá. Cái pha này mình thấy là nắp cái adup hơi cũng nhanh mọi người, cũng rất là nhanh nha. Nhưng mà tốc độ hơi bị mất một nhịp so với lại của B2K. B2K thì làm cái này nhanh hơn. Bây giờ là 13 kill rồi mọi người. Trận đấu bây giờ còn lại 3 người. Bò cuối rồi, gần bò cuối rồi. Kịch tính này mọi người. Những phút giây kịch tính nhất của trận đấu đây. Cùng chờ xem là ăn kết có lấy top 1 không nha. Mình thấy là có nhiều bạn nha, các bạn ghét map này cực kỳ luôn. Tại vì map này không dành cho những bạn nào mà thích đi kiểu săn người mọi người. Không báo săn người thì rất là khó luôn. Tại vì người ta thủ nhà nhiều quá mọi người. Cái ông kia ông chưa thấy luôn kìa. Ôi ôi, hay quá. Map này công khó nè, quan sát khó này. Nhưng mà thủ thì dễ nha. Mình thì lại thấy là cái bạn nào mà các bạn hay leo răng á, mà cho ra map sa mạc này thì thôi. Quá sướng mọi người, cực kỳ sướng luôn. Cứ nhảy vô xuống nè, lụm súng này, lụm máu này, lụm súng bắn dây nữa. Xong rồi cái chung vô nhà đó mọi người. Thủ nhà cái thôi rồi. Vô thiên hạ luôn. Trùm thiên hạ luôn rồi. Còn ai bắn được đâu mọi người. Rất là khó mà tìm mọi người. Hay quá. Còn hai người đây. Hình như là hai team mọi người. Hai team lẻ rồi. Sướng rồi. Mình thấy là trận này có vẻ như là khá là dễ cho ăn cớt mọi người. Nhưng mà có vẻ như ăn cớt bắn rất là cẩn thận nha. Hay quá. Ui ui. Quá dữ mọi người. Rất là gắt nha. Ông này bắn súng tỉa rất là hay nha. Còn ông bên kia. Ôi ông này ngáo rồi. Nhảy ra ngoài bơm keo cái xong công luôn. Quất. Cẩn thận như vậy. Trời ơi. Hay quá. Hay quá. Cờ lý. Ui ui. chết rồi mọi người. Trời ơi, còn 22 máu à. Thắng không đây? Rất là chắc tay nha mọi người. Ăn cớt xử lý rất là chắc tay nha. Tiêu rồi. Ui ui. Hay quá các bạn ơi.
16 kill, bò da rồi. Ok, và video cũng kết thúc rồi các bạn ơi. Nếu mà các bạn thấy video này giải trí á, các bạn đừng quên ủng hộ cho Kid bằng cách like video này, đăng ký kênh, bật chuông thông báo lên nha. Và comment bên dưới vài cái bla bla để ủng hộ cho Kid nha mọi người. Còn bây giờ thì chúc mọi người một ngày thật là vui vẻ nha. Tạm biệt tất cả mọi người này, bye bye nha.